Đây nè, quay ba đang chăm sóc mấy cái cây bông nè. Sao sáng không thấy ba bứt lá hay giờ bứt nữa? Còn có bắt trái nè, kiếm trái nè. À, kiếm hạt hả? Ừ, kiếm trái đó. Rồi kiếm mấy trái chín nè, bứt cho nó ngụm cho mày. Nhưng mà phải đợi nó già chứ hả? Thì nó già nè. Nó già nó muốn ngụm rồi mới lấy. Chứ mấy trái này tao đâu lấy, mấy trái này vừa ấy tao lấy làm chi? Thôi có đen đen á hả? Nó như mấy cái này già là mình chưa có lấy. Nó phải đen đen mới được hả? Đen mới được, ừ, đen cái chút cái mì phơi khô cái nó nhả hột à. Nó cũng nhiều, nó nhiều hạt quá trời luôn chứ ta. Ừ, trái nhiều hạt lắm. Quá sức chừng luôn à. Cái giờ bển mày gãi cái này lên nè. À, chưa biết chưa... à, ở bển sợ nhiều khi nắng không đủ để coi coi. Trời ơi, cái này mày lấy con mát cũng lên. Nó không đủ ấm á, bà không lạnh á. Thì nó hên xui. Thì nếu mà ấy thì gieo ngay mùa hè này nó cũng chưa được, phải đen đen mới được. Đen thui vậy nè. Rồi phải phơi rồi chốc ra hả? Đó mình lấy ngoài nắng chốc chốc hết từng. Tự bung hả? Rồi tự nhiên nó bung ra nó không mà. Quá sắc chừng đẹp. Cái này tự mọc lên như cỏ hả? Thì lấy như mặt cỏ vậy á. Mình để cái hộp mình gãi nó lên. Con tưởng ngay chỗ cái bông nó là nó lên cái hộp đó, hột đó chứ ta. Ai giờ nó lên theo cái thân cây ha. À, cái bông ra mới có hột á, sao con thấy ngay cái thân cây không à? Tùm luôn, đẹp quá chừng đẹp. Đâu có trồng hết, trồng từ từ chứ. Coi nó lên không? Nó lỡ không lên mình còn hạt để mình gieo nữa, chứ lỡ mà nó thôi trồng hết không lên cái mất hạt hết. Công tình xanh tươi không cần chăm sóc luôn ha. Thì nó mọc lên như cỏ mà. Có mình trồng đủ không? Wow, nhiều quá ăn. Nó nhiều đó. Bơi khô khô kiếm bọc lông bỏ vô. Ủa vậy sau này có hạt này ba dồn ở đó luôn chứ hả? Dồn dồn qua đây dồn cái một rồi chừng nào nó nở ra lấy vô đó. Cái nó phải khô vậy đó hả? Ừ, khô vậy. Nhưng mà nó đâu có tự chốc đâu. Nó chừng nào nó chốc chốc. Rồi ba lấy hạt qua vậy đó hả? Ừ. Khoai đây đi chừng nào nó khô nó bung ra. À tự nó bung ra hả? Ừ. Để mà nắng khô bung ra. Cái này là coi chừng nha, lỡ mắc mưa cái là xong luôn ha. Thiếu nó khô rồi. Không mấy nó cái hạt. Rồi. Mấy con nói mấy cái hộp đen này nè. Ừ. Chắc bỏ một bọc đi hả, để em thôi để vô mà nó mắc mưa là hư hết á. Đó để ngọn này cái chú nó bung rồi. Mẹ điện hoài bé không bắt máy đang ghê vậy. Có cái bọc mà kéo cái ờ bọc kéo bọc bóp bóp cái mày bóp cái mày để dặn đó. Bỏ vô. Ừ. Một chơi chọi cái này lên á. Giống như là cây tía tô của Út Như vậy đó. Cái bao như lấy này chặn lên nè, nó mọc lên kẻ gạch vậy đó. Không. Nó lên cái kẻ gạch, cái đậy là vậy. Sợ nó ngã. Nằm dưới cái kẻ gạch vậy, cái cũng mọc lên. Rồi, gió cái rụng bông rồi. Tại mưa mấy ngày nay nè đó. Dưa leo. Ủa sao dưa leo trong đây có một trái bự rồi nè. Mau quá ta. Hả? Đây nè, trái này hôm nay không thấy mà sao. Hôm nay không thấy mà sao bữa nay thấy cái bự quá à. Trốn à, trái này nó trốn á. Đây nè. Nhỏ nhỏ vậy ăn mới giòn mới ngon nè. Ở đây nữa nè. Trái này bự quá. Trái này bự quá nè. Mình hơi có gai ha. Mấy trái nhỏ nhỏ nè. Wow. Nắng rồi nha. Nói trong này cái này là mấy cái này là lá cẩm á cả nhà. Lá cẩm Đà Lạt nè. Cái dưa leo này nhiều khi ba không thấy nó trốn á. Ừ.
có mấy trái nó trốn nè. Đây nè ba, đây cũng có trái bự rồi nè, hôm nay mình không thấy nè. Đây nè, trái bự đó. À, thấy rồi. Đâu đây nè. Nó bự bự chút quá. Cái mai này năm nay có ấy nha, năm nay có lật lá là ra bông. Cái lực dạng trống đó, nó nằm chung với mấy đó đó. Sao chui vô đó ngồi gai trong đó kìa. Kìa mấy cây lực dạng thấy không? Cái lá lực cộp gì đó. À thấy rồi. Thấy không? Cái lá dài dài á. À. Rồi cái ngọt gai nữa ha. Ê, em qua đổ vô không? Đâu, đây. Đây, một câu nữa nè, đó. Mấy chục con. Cái này mày cầm đi. Cầm cho kỹ nha, đi vô nó mát nè mày. Xịt nè, làm gì vô mát hả? Ừ. Đây, rồi mày đổ vô. Cái này ba phơi mà. Thì mới rồi. À, cái này ba đổ vô đó đó hả? Đây, đổ từ từ. Không có rồi, quá sức chừng nhiều. Này, chồng nó lên luôn đi. Chồng gì? À, chồng cái giấy này lên giấy đó. Ừ, để tôi bỏ ra đây, rồi tôi phải nắng ngay chút, nó ngủ ra đây. Đó, vậy đó, rồi. Làm cái nắng. Ây da, cần cua hả? Cần cua này cũng ngợi chân ha. Mà nấu ăn được mất dịp đó. Sao vậy, ba không trồng gỏi ba hả? Đây là cần cua đây, nó mọc ra đây nè. Ủa, hôm bữa con thấy cần cua đây nó mất rồi ta. Đây là cần cua ba trong ngay đây nè, mua bụi trong đây nè đó. Nó ra hộp hết rồi kìa, cần cua ra hộp. Cua hộp hết trơn rồi. Nhưng mà cần cua này bên này nó nóng, bởi vì không biết nó đâu lên nè. Cua nó ngã hết trơn à. Hay là mình cắt đọt nó không lên cao nữa ta. Mình chớp cho nó lụng lại. Đúng rồi. Mình cắt đọt nó không lên cao vậy đâu. Ví dụ nó lên cao quá. Thì có gì ba cắt đọt nó thì nó chỉa nhánh ra thôi ba phải không? Ừ, chỉa thêm nữa. Ờ, thì bây giờ để thử coi. Nó có hoài luôn á. Để mình thí nghiệm thử coi cắt đọt nó coi nó chỉa nhánh làm sao. Không, mình cắt rồi để thí nó. Đúng ra mày cắt lên là mày hết này cái là nó đâm chồi. Thì bởi vì đó nó đâm ngay vậy thì chắc nó xung xe hả ta? Ừ, đâm xung xe lên. Để bữa nào mà có để coi có lên không nữa, chồng thử lên rồi đó hả, con cắt đọt nó coi. Chứ này nó cao ha. Cao hả? Cao quá, cao nó cao. Dễ lên ha. Ừ. Mưa xong rụng bông hết rồi. Mưa cái rụng bông xuống lên. Ra bông mới. Cái này nè. Này nè, này là đang chuẩn bị nở à, đẹp quá. Cái gì chứ nghe dễ trồng là được rồi, dễ. Ờ, nó có thấy cũng có nó cần phải không, hay là cọ hay là cây bứt cây bò không vậy? Cây bò mà dục đó, dục mà sao còn tươi dữ vậy? Nó tươi hoài, dễ trồng như cỏ vậy đó. Cái này là bắt đầu là mua cây trồng đâu nè.